Bùa may mắn mang theo người báo hộ bình an, tài lộc đi theo. Những đồng tiền xu là biểu tượng của nguồn tài lộc và của cải, cát khí của nó không những làm gia tăng tài lộc mà còn đem lại nhiều may mắn về công danh, sự nghiệp và giải trừ tai họa tiểu nhân. Theo phong thủy, tiền xu là một trong những vật phẩm quan trọng. Ngày xưa, người ta dùng tiền xu đục lỗ hình tròn tượng trưng cho trời, giữa là lỗ hình vuông tượng trưng cho đất. Trời ngoài đất trong tượng trưng cho khỏe thái, tức sự thịnh vượng. Tùy theo niên hiệu, các đời vua mà trên tiền xu có khắc chữ khác nhau. Những đồng xu cổ tròn có lỗ hình vuông ở tâm, thường làm bằng đồng, xuất hiện từ thế kỷ thứ 11 trước công nguyên, làm biểu tượng phong thủy tượng trưng cho sự kết hợp mạnh mẽ giữa trời và đất. Hình vuông ở giữa là năng lượng của đất, vòng tròn tượng trưng cho khí của trời. Đồng xu ở hình dạng như vậy mang năng lượng chủ về tài lộc, khi kết hợp với sợi dây đỏ hoặc vàng mang năng lượng dương, sẽ trở thành biểu tượng phong thủy chủ về tài lộc và thịnh vượng. Đồng tiền lấy từ nhà giàu sẽ mang nhiều năng lượng tài lộc hơn và những đồng tiền cổ cửu đế, tiền của 9 vị hoàng đế, có ý nghĩa tài lộc liên tục truyền qua 9 thế hệ, ý nghĩa mới đồng tiền cổ. Những đồng tiền xu là biểu tượng của nguồn tài lộc và của cải, cát khí của nó không những làm gia tăng tài lộc mà còn đem lại nhiều may mắn về công danh, sự nghiệp và giải trừ tai họa tiểu nhân. Tiền xu mai hoa năm cánh liền, tức mai hoa kim tiền. Trong số các loại tiền xu dùng trong phong thủy, tiền mai hoa có 5 cánh, tượng trưng cho ngũ hành, là vật chuyên dùng để trấn yểm hung khí, đem lại sự thịnh vượng về tài lộc. Theo phong thủy thì bạn có thể bày tiền mai hoa trên bàn, trong phòng khách, văn phòng, cửa hàng, cũng có thể bày tiền mai hoa trên bàn thờ, trên kết bạc, treo ở cửa ra vào, nơi cát tinh, lục bạch, diên niên, sinh khí, phối chiếu để gia tăng tiền bạc. Chú ý, tránh đặt tiền mai hoa trong nhà vệ sinh, nơi ẩm thấp, trong phòng ngủ, nơi các hung tinh, thất xích, lục sát, tuyệt mệnh, phối chiếu. Tiền xu mai hoa 10 cánh rời, tức mai hoa thập toàn. Đồng tiền có 10 cánh nhỏ, được thắt từ 10 đồng xu nhỏ. Ở giữa là hai đồng xu lớn hai mặt, nhìn giống bông hoa mai, có tác dụng rất lớn trong con đường công danh sự nghiệp, góp phần làm thăng quan tiến chức và hóa giải kẻ tiểu nhân ám hại. Cách sử dụng: đặt ở chỗ tựa sau lưng của ghế ngồi phòng tiểu nhân, đặt trong ngăn kéo bàn làm việc có giấy tờ quan trọng, kẹp trong bìa hồ sơ, cặp táp, túi sách những lúc đi giao dịch làm ăn quan trọng và nhiều trường hợp khác theo sự chỉ dẫn của chuyên gia phong thủy. Tiền xu phúc tinh chiêu tài, tức tiền xu có hình con rơi. Trong tiếng Hồng Kông, từ rơi và từ phúc là đồng âm, chính vì vậy rơi còn được gọi là phúc thử, trở thành con vật tượng trưng cho sự cát tường. Con rơi gắn với đồng tiền là hình ảnh dẫn phúc chiêu tài, dùng hóa giải các sao xấu. Cách sử dụng: treo ở các phương vị tài lộc hoặc cần hóa giải sao xấu thì treo hai đồng tiền phúc tinh vào hướng phạm thái tuế chiếu sát, một đồng tiền hướng 9 ngôi sao ra ngoài, còn đồng tiền kia hướng bát quái ra ngoài. Tiền xu bát quái hay còn gọi là đồng xu tử vi. Trong phong thủy thì đồng xu in hình bát quái là một trong những vật phẩm cơ bản để chế hóa và chữa những cấm kỵ phạm phải. Đồng xu đặc biệt là biểu tượng của sự giàu có, phát về tài lộc. Đồng xu này thường dùng là đồng tiền ở thời vua Càn Long, có hai mặt âm dương, thể hiện nguyên lý âm dương hài hòa. Tiền hình tròn tượng trưng cho thiên, ở giữa có lỗ hình vuông tượng trưng cho địa. Trên đồng tiền có in hình bát quái thể hiện đạo lý thiên địa nhân tương hợp, tất tạo phúc và hưởng phú quý. Đồng xu tử vi có in hình bát quái tượng trưng cho đạo, tức là cát khí. Theo phong thủy, bạn có thể treo đồng xu này ở nhà, cửa hàng, văn phòng hoặc trên xe ô tô, có thể chống lại hung khí, xua đuổi tà ma, đem lại sức khỏe và tài lộc cho gia chủ. Cách sử dụng: treo ở cửa đi, cửa phòng, trong phòng khách, phòng ngủ hoặc trên xe ô tô.